Rory cũng đang cần phải cân nhắc việc rút lui khi mà Atrox bắt đầu bật chiêu cuối lên quẩy rồi, bán nguyên thương còn hồi máu đến từ đấu vừa là hơi ít. Con đi tốc biến chạy dính chuyên tâm, có hồi máu đến từ Kobayashi. Doctor Mundo đã TP xuống nhưng Atrox đang quật hơi đau thì phải. Atrox quật có mạng cho Atrox và đang có rút lui với lượng máu hồi lại đến từ Đắc Thắng. Bên phía bên kia là một tiếng mà Jungle Firing đã xuống rồi, một pha phòng lối thường trúng nhưng mà đối phương đang nhặt xác, vẫn có làm đến từ lốc xoáy tử vong từ xa để hỗ trợ thêm. Giao tranh cực kỳ căng thẳng và Kobayashi bắn quy trượt rồi. Kobayashi đang bị bổ liên tục vào đầu và tốc biến chạy né thành công được một tiếng xiên xích địa ngục. Bây giờ E chưa hồi kịp bắn quy lại trượt rồi. Ôi, con Death Team này đi rồi. Phát thêm đỉnh kiếm nhưng bị lừa hai xoáy outplay, nhưng mà có thanh tẩy Viper trả đam rất gắt và sát thương là đủ ạ. Sát thương thiêu đốt đủ để Hoa có mạng. Dịch chuyển cọc lên, Kobayashi gỡ được một mạng. Solo 1-1 giữa hai xạ thủ. Bật sung huyết lên ném dìu các kiểu các. Và bây giờ là tình huống di chuyển xuống đến từ người đi rừng của team Kobayashi. Chèn xuống tốc biến lên nhặt dìu và đó là hai dìu vào đầu Kobayashi. Tiết kiệm tốc biến thì mất hơi nhiều thời gian một chút đấy nha. Draven ít nhất vẫn giải phóng nội tại trước khi lên bảng anh em ạ. Viper vẫn có một mạng. Lộ rồi, can lộ rồi. Bạn đi góc đứng ở thread các bạn thấy chả ai đi support đánh đứng như này cả. Các bạn thấy khác biệt đúng không ạ? Khi mà thấy dừng đối phương về cái đứng khác hẳn luôn. Không ai đánh support lại nút sau AD như thế cả. Support thách đấu hàn không ai đứng thế cả các bạn. Khi có dừng đứng khác hẳn luôn thấy không? Khi có dừng là bước lên phá bắt luôn. Án tử thôi bỏ bà luôn rồi. Hết về rồi. Thiên đình kiếm quá giang, con xin giao thì cũng chết. Mạng dành cho vị trí của Fighting. Sau đó thì... ông rừng này là có phải chuyên nghiệp không nhỉ? Sao lại có tên Jungle Fighting ở đây nhỉ? Là Kobayashi đứng dưới trụ. Thread bước vào để thực hiện một pha băng trụ cao. Án tử! Xịt đến từ Hoi. À, hơn spell, hơn cái flash anh em ơi. Ui, P1 lại còn trượt nữa ạ. Ui, cái nội tài đã bóp Dr. Mundo anh em ơi. Ông được ra phải đấy là chắc rồi. Pha ganh với pha làm choáng đầu tiên. R-Dub tốc biến lên đến từ vị trí của Chian và nó là tiếng bắt mắc tầm. Mạng có cho Gori rồi. Cánh dưới tôi vẫn đang thấy Kobayashi ôm trụ sống qua ngày ạ. Viper bắt đầu bước vào. Hoi đang cầm sẵn lưỡi hai xoáy. Kéo án tử chúng có thiêu đốt lưỡi hai xoáy ngược trở về. Raven của Viper đang thanh tẩy và ném chiều xoay liên tục ạ. Bị hai cái con mắt nó deny lồng đèn nhưng mà sau đó là một tiếng mà Kobayashi bắn quy trượt quá nhiều và Viper vẫn sống ạ. Kobayashi đã có những tình huống quy trượt liên tục ở cự ly gần và sau đó là một mạng dành cho Viper ạ, giải phóng lượng tiền lớn. Quay hơi xấu nhưng mà bây giờ con Viego nó xuống thôi, té thôi anh em ơi. Thế còn nhiêu đây mana đủ quy e đấy các bạn. Rồi được dưới đai trụ rồi, khỏi chơi đi các bạn ơi. Án tử kìa, ảo thật đấy. Án tử vẫn trúng của Kobayashi và cuối cùng thì Viper đổi mạng với Kobayashi nhưng mạng lại có dành cho Lehen chứ không phải là Guma. Tốc biến là quật quy và sau đó thì có mạng, Gori chuẩn bị hồi lại đồ vương. Tìm kiếm có xin ra tốc biến còn, bắt xịt đến từ vị trí của Gori và đó là tiếng nội hỏa kinh Mancha. Sau đó là Lehen cũng gãy 4 mạng hàng gục chưa. Không, nó chỉ là 3. Pha dịch chuyển xuống cứu đồng đội đến từ Gori và chết thuê rồi. Đường trên thì nó pha ganh đến từ Chen, gỡ được một mạng cho team tại cánh trên. Mundo vẫn sống ạ. Tiên đỉnh kiếm lưỡi hai xoáy cover, lồng đèn còn không, lồng đèn còn, thanh tẩy click lồng đèn cái nhẹ, bye bye. Đổi thái dương Asan đến lồng đèn anh em. Đường trên hất tung đến từ tam hoàn liên kích lần 3. Lần này thì dịch chuyển khoa học lên bắt đầu chơi được. Cùng ánh sáng. Né không nổi đến từ vị trí của Viper. Ăn thêm một cú quy nữa đến từ vị trí của Bayushi. Cánh trên đang đai trụ của Dr. Mundo mất nội tại và lên bảng rất nhanh. Cánh dưới này thì nó là lốc xoáy tử vong đưa ra. Silas Gori xuất hiện rồi gửi hết phép bổ trợ. Viper đang đứng nhặt dìu để có thể kéo theo vị trí của Tian nhưng không đủ đam. Cánh này thì có hai mạng và Kama TP xuống đã là quá trễ rồi. Gori úp một cú RE. Và chắc là Missing cũng đi rồi. Một pha thiên đỉnh kiếm bắc tầm siêu cuối tuyệt mệnh vào và mạng có dành cho Chen. Chen đang gồng gánh những người đồng đội của mình và Gori cũng vậy. Cánh trên Dr. Mundo vừa chết. Bà mẹ là trong khỏe quá, đứng dưới gì đây. Lồng đèn không bấm được, quá ý và lồng đèn và Viper ôm lại thêm một lần nữa, chết mạng thứ tư rồi. Nhặt Raven của Viper lên ném liên tục đến từ Chen. Ôi, thế tính ra Chen biết chơi Raven đấy chứ. Quyết định chiêu cuối chạy sau khi thấy đối phương TP xuống và lấy cho mình đó là một cái bán nguyên thương.
Glory cũng đang cần phải cân nhắc việc rút lui khi mà Trọng bắt đầu bật chiêu cuối lên quẩy rồi, bán nguyên thương còn hồi máu đến từ đấu vừa là hơi ít. Glory tốc biến chạy dính chuyên tâm, có hồi máu đến từ Kobayashi. Doctor Mundo đã TP xuống nhưng Trọng đang quật hơi đau thì phải, Trọng quật có mạng cho Trọng và đang có rút lui với lượng máu hồi lại đến từ Đắc Thắng. Bên phía bên kia là một tình huống mà Jungle Firing đã xuống rồi, một pha phòng lối thương chúng nhưng mà đối phương đang nhặt xác, vẫn có đam đến từ lốc xoáy tử vong từ xa để hỗ trợ thêm. Giao tranh cực kỳ căng thẳng và Kobayashi bắn quy trượt rồi. Kobayashi đang bị bổ liên tục vào đầu và tốc biến chạy né thành công được một tiếng xiên xích địa ngục. Bây giờ E chưa hồi kịp, bắn quy lại trượt rồi. Ôi, con Death Team này đi rồi. Triple kill dành cho Fighting, sau đó là một tiếng mất sự boss luôn rồi. Sẽ rửa lên lưỡi hái nhở? Sẽ rửa lên lưỡi hái linh hồn các bạn. Bản này lại lên lại sát lực giả. Missing là người đi ram với một pha đâm sâu của bộ đôi Lehen và Kobayashi thì đã bị giữ chân lại với một cú án tử. Kuma bỏ rồi. Mạng nhiều cho Raven thì đẹp. Đẹp thế. 52 điểm nội tại anh em ạ. Cái nội hỏa kinh mancha lần 2 nó ăn mất rồi. Một pha băng thẳng vào thông rất mạnh mẽ với Surelia. Kobayashi không có spell. Kịch bản diễn ra là Kobayashi đã chết tới bàn thứ 5 rồi các bạn ơi. Quán tử chuẩn xác đến từ vị trí của Hoi và lưỡi hai xoáy đẩy về. Một pha rờ đúp Gorim cố gắng bấm đồng hồ để câu giờ nhưng hết flash rồi. Cùng ánh sáng từ xa hỗ trợ một ít đam cho đồng đội nhưng mà không ai có đam để giết con Thresh của Hoi cả. Thì một lưỡi hai xoáy chỉ lấy được nội tại của Dr. Mundo mà thôi. Lốc xoáy tử vong. Đoán hướng là rất tốt nhưng mà Gorim cũng tỉnh. Không video shopping cho pha vừa rồi. Ít nhất là thoát khỏi một lượng sát thương rất là lớn nên từ lốc xoáy tử vong lượt đi. Raven với Shinra tầm này Kama nó búp cho nó ném ra thì thơ, hơi mệt. Mất sứ giả trên rồi đây. Sau sứ giả thả mít cái là ăn trụ mít xong rồi xuống rồng 2 là đẹp. Quay. Chen gần như là bốc hơi luôn. Hoi là người ăn cái mạng vừa rồi, Lehen tốc đến ngang qua cái đóng hộp nhưng cũng chỉ để reset chiêu cuối cho Atrox mà thôi. Rick càn thẳng lên, bổ liên tục tốc biến đến từ Gori được dùng chỉ để thoát khỏi tiểu xiên xích địa ngục. Nên thì E hồi kịp hay không đấy, bị làm chậm lại hồi máu đến từ đồ vương không được bao nhiêu cả. Bên phía cánh này, Thresh của Hoi lên bảng trong tình huống bị dấu sát thương ngược trở lại bởi Kobayashi. Vẫn còn 2 spell nhưng mà giờ đánh 2v4 là quá khó. 2v4 trong bối cảnh đối phương chỉ chết một con support nữa, đồng hộp. Mất rồng là cái chắc rồi. Thái Dương ạ sàn vẫn có làm choáng ạ. Một pha bắt lẻ lấy shutdown rất tốt với mạng dành cho một con Viego của Chien. Cánh trên thì Dr. Mundo đang cố gắng rút lui và chắc chạy được. mất cục trực cút ở đây rồi. Xin ra vào luôn. Ồ, phong lối thương trượt. Quán từ mắc tâm đến từ hồi. Tốc biến bị lưỡi ai sái về và cũng đi luôn rồi. Chơi nhây và cái kết nữa. May là cái mạng đấy không nhiều cho Raven đấy. Raven đang cầm 47 nội tại. Nội tại Raven kích được tương đối nhiều tiền rồi. Raven giờ nó 3 dìu rồi anh em ạ. Đánh ngược trở ra với một tình huống Aatrox bị bắt lẻ. Ô, team đang Baron sợ Aatrox chết lẻ rồi các bạn. Tôi đang tính xem là Viper nhặt 3 dìu như thế nào. Hạt thông nổ. Chiêu cuối không thực sự đẹp đến từ Chia, không biết chiêu cuối đấy làm gì luôn. Mà trong của Rick bị chết lẻ quá, mất một tình huống Eparon hơi oan rồi. Phong lối thường can trường và thông luôn đến từ vị trí của Jungle Firing và sát thương tương đối nhiều. Có Iron Surry né được thành công của án tử. Phong cuối ánh sáng không được bao nhiêu sát thương đến từ Kobayashi khi nó vào cái bán kích thương vừa rồi. Và bây giờ sẽ là tình huống Dr. Mundo đi bộ xuống cánh dưới để lên cánh trên thì đúng hơn để teamfight. Dr. Mundo vẫn còn TP ạ. Kobayashi có thần kiếm, có lưỡi hái rồi này, bắn tốc trước là cũng có đam đấy nhưng mà Thái Dương Asan làm choáng thành công thiên đỉnh kiếm. Thêm một tình huống băng trượng giữ chân lại đến từ vị trí của Gori nữa. Người gặp nguy hiểm đang là Lehen sau một tình huống cố gắng đổi mạng với đường giữa đối phương. Aatrox vẫn đang quẩy. Quẩy là tốt, tốc biến lên đồ vương sát thương hình như là không đủ. Nó đã đủ đến từ vị trí của Gori. Gori bị dính CC và đang cố gắng bấm đồng hồ. Guma cũng đang cố gắng bắn đồ vương hồi máu lại trước khi lên bảng. Double kill có dành cho vị trí của Viper. Lồng đèn được click.
Và như vậy là Viper về với an toàn, mặc dù đã mất hai spell, một pha cung ánh sáng trượt lọt khe rồi. Doctor Mundo thì khá khỏe, bây giờ là tiểu dịch chuyển vòng lên bắn rất tự tin với quét sạch cho các bên team 2. Di chuyển đến Doctor Mundo ép Baron luôn, bên kia đang ăn Baron với tốc độ hơi chậm một chút. Mặc dù đó là ba cái gì xoay trên đầu nhưng mà án tử vừa rồi chỉ trúng vào một con Dr. Mundo còn nội tại. Một tiếng mở giao tranh đến từ Lehen hay không đây, Thái Dương Asan đã dùng mất rồi. Lồng đèn đưa đồng đội về với an toàn, Hoi bước lên kéo án tử trượt. Umaoshi đã dịch chuyển vào học né được cung ánh sáng trả lại, có thể trúng rất nhiều người ở đây, đó là bốn người. Đã có Trường Châu Phục Hận và một tiếng cung ánh sáng làm chậm được cả bốn thành viên đối phương, là tương đối đau. Nhưng mà có Huy, có heal, có heal, có heal. Viper có những tình huống đánh tay để heal lên, sẽ full cây mà thôi. Nhưng mà Kama cộng với Threat thì không có gì để heal cả. Bắt đầu lò dò đi ra, thậm chí là team 2 ép Baron luôn ạ. Ép Baron đánh nhau luôn, Shinzao bắt đầu bước lên. Một tiếng bật chiều cuối chiến binh tận thế, Gori đang quẩy. Shinzao băng thẳng vào thông con Doctor Mundo ạ. Và đó là tiếng Shinzao chết rất nhanh, Umaoshi tốc biến người trở ra và tiếp tục trả ra với những tình huống bắn quy liên tục. Bên này thì Viper không ai cover cả. Bị êm lại và lên bảng điểm số với lượng sát thương đến từ Chen cũng như là cả vị trí của Doctor Mundo nữa. Bên phía bên này thì Lehen đã bị quật, bấm Q3, bấm đồng hồ né Q3. Rồi rồi, Rick đang hơi đơn độc rồi. Umaoshi thì cuối cùng cũng đã chết trước đó với hình như là Rick dứt điểm thì phải. Đòn đánh tay nội tại bị tốc biến outplay, Lehen xử lý quá tốt. Bên này thì là Hoi cộng với hai ông này làm gì ở đây, hai support làm gì ở đây không? Sao hai support bỏ AD rồi chết nhanh vậy? Không ai cover Viper cả, Viper chết rất là nhanh. À, mặc dù là nỗ lực rất tốt để giết con SV của Umaoshi đến từ Rick nhưng mà có vẻ là vẫn không giao tranh thắng nổi. Lắp mảnh giáp cái ngục luôn. Ủa sao lên giáp cái ngục nhỉ các bạn nhỉ? Tôi tưởng là nên lên cái khiên mãnh sư trước chứ nhỉ? Nếu mà lên team băng tôi thấy cái khiên mãnh sư nó hợp lý hơn chứ. Cái này nó không có hồi chiêu anh em ạ. Cái hình như cái khiên mãnh sư nó có 10% hồi chiêu này. Giảm đam à? Cái khiên mãnh sư nó vừa có mana, nó vừa có hồi chiêu. Thôi giờ sống sót đã. Đam thì từ từ tính sau. Thường thì tôi thấy những người chơi người ta lên team băng người ta sẽ lên cái mảnh kia trước anh em ạ. Ít người lên cái mảnh này trước lắm. Nhưng mà thôi an toàn thì cứ lên mảnh này trước được. Bên kia nhiều sức vật lý mà. Chọn Eri poke trước nha, Eri đang poke rất ngon luôn á. Đừng để nó bở là được. Chờ Leona có chiêu cuối lại đã. Eri đang poke rất ngon nên đối phương nó có vẻ như hơi hơi hung hãn một chút. Doctor Mundo bắt được cây báu ạ. Quán tử nhắm vào người của Gori nhưng nó đã trượt. Một tiếng băng trượng mất thanh tẩy đến từ vị trí của Viper. Viper thanh tẩy khá nhanh, bên phía bên kia của Umaoshi đang chưa vào đam được. Một pha tốc biến người trở ra đến từ Gori nhưng mà Gori vẫn đang mất hơi nhiều máu thì phải. Bên phía bên này là một tiếng Viper mất thanh tẩy mà thôi, vẫn còn tốc biến. Trả sát thương trở lại, phát chiêu cuối và dứt điểm sát thương cuối cùng thuộc về Umaoshi. Tiếp tục giao tranh diễn ra, Umaoshi dịch chuyển cọc lên chơi thẳng vị trí Missing. Missing chết rồi, Hoi cũng đi theo rồi. Hoi tốc biến được qua tường với một chấm máu bị làm chậm lại bởi một tiếng cưa nhiễm khuẩn và sau đó cũng đi luôn. Umaoshi đang tiếp tục dịch chuyển cọc qua trụ đối phương, đấm đánh tay triple kill cho Umaoshi. Nhưng đó là một tiếng đổi mạng với lại Viper, đổi như thế cũng không sao, nó sẽ là quét sạch cho các thành viên team 2. Lật kèo các bạn ơi, lật kèo các bạn ơi. Team băng đã có nhưng mà lần này không biết là có cần team băng hay không khi mà team đang có dấu hiệu đẩy thẳng và chắc là một mega thôi hả. Hiện tại thời gian đếm số đến từ Rick đang là 34 giây và Umaoshi cộng với Viper vừa đổi mạng với nhau thì hơn hoa hơn 20 giây. Như vậy sẽ là một mega thôi các bạn, một mega rồi về Baron hoặc là dòng 4 vẫn điều đam được. Đến thời điểm đã có đồ như này là điều đam được, không cần đồ thần thoại nha các bạn. Ezreal ở cái meta này lên đồ như này luôn hả, không có đồ thần thoại anh em ạ. Thế thay lưỡi hái bằng một cái tam hợp cũng phải là hợp lý hơn không? Hay là búa rìu chứ? Nếu build như này thì mua build búa rìu chứ anh em nhở? Bởi vì cái thủy kiếm nó là nên là một cái trang bị thủy kiếm thần thoại nó sẽ tốt hơn chứ. Tôi không hiểu lắm cái cách build này của Umaoshi nha. Búa rìu giảm sát thương nhưng ít nhất là nó là một đồ thần thoại thì nó hơn cái lưỡi hái đây chứ. Giờ 20% chí mạng để làm cái gì anh em? Hay nó rẻ hơn à? Hay nó rẻ anh em nhỉ? Hay là hướng đến đồ rẻ nhưng mà chất lượng? Bây giờ 20% chí mạng của này rất là phế luôn á. Vì cái quy nó không chí mạng được. Đánh tay chí mạng thì bây giờ 20% nó đâu ăn thua đâu. Nó nên là một đồ thần thoại thì có thủy kiếm nhỉ? Và căn bản là cái búa rìu nó rất là hợp cho Ezreal ở chỗ là nó có xuyên giáp và xuyên kháng phép cộng thêm.
Kiểu lúc đầu thọt quá lên đồ rẻ tiền anh em ạ. Khó chịu. Kama giờ đứng đứng sau búp thôi ông ơi, đừng có bước lên Leona CC là chết đấy, không tỉnh nổi đâu. Quán tử trượt của Hoi ăn ngay mới quy trả lại, bây giờ còn Nezreal nó có nó có bùa đỏ, nó có thêm cả cái thương phục hận nữa. Thái Dương Asan khép góc làm chậm được nhiều người, xin ra tung chiêu cuối của anh ta rất lâu ạ. Và người lên bảng lại là vị trí của Lehen. Bên phía bên này thì Hoi mất máu nhiều, một cú quy đưa ra làm chậm, bây giờ thì xin ra đã không có chiêu cuối để tanh nữa nên là quyết định rút lui. Vẫn liên tục là những tình huống Đức Quy đánh tay, án tử thiếu tầm. Tốc biến còn đến của Quy vẫn rất là tự tin, tốc biến lên Quy 3 làm chậm đối phương, tốc biến chạy đến từ vị trí của Quy trả cái đam người trở lại, bấm lồng đèn rút lui nhưng có người phải nằm xuống, đó là Missing rồi. Người tiếp theo là vị trí của Firing khi mà không còn bán nguyên thương nữa. Quy đang bán vào người của Viper và sát thương của đỏ đốt cộng với thiếu tốc biến theo Quy đến từ T1 Closer đã là có một tiếng có mạng cộng với quét sạch thì nó sẽ là chiến thắng cho team 2. Vật kèo là có thật anh em ạ, nó xin ra từ 60 đến 64 luôn ạ. Sẽ bếp rồi, đi gì. Good game, good game. Có Gori với cả Tian gánh đỡ game này anh em ơi. Ông Closer với ông Gubao xin đầu game hơi dạng háng một tí nhưng mà late game vẫn tiêu đam được mà được. Vẫn tiêu đam, vẫn ra đam mà các bạn. Gần 39k, 38k mấy so với 36k của Viper. Landing thì hơi lủng một chút nhưng mà team fight thì vẫn có đa được, nhưng mà tố chất của xạ thủ hai mươi bảy ba mươi hai mạng.